Cảm ơn Ngọc. Thì cũng như tất cả mọi người chúng ta, đa số tất cả những người Công giáo là chúng ta thường thường hay hay đọc chuyện các thánh, thì chúng ta biết nhiều các thánh nổi tiếng như thánh Teresa, thánh An Tôn, nhất là đối với người Việt Nam chúng ta thì có thánh Giuse và Đức Mẹ. Hồi nhỏ tôi rất là thích đọc chuyện các thánh, nhưng mà rồi nhờ cái chuyện các thánh đó mà nó cũng giúp cho cái cuộc sống nội tâm của mình, cũng như là có một cái để mà phát triển trong cái ơn gọi làm linh mục. Chính vậy ngày hôm nay thì đối với lại cha chưng biểu diệp thì chúng ta cũng cần, nếu mà trong tương lai ngài là một vị thánh thì chúng ta cũng cần biết ngài là ai, ngài là một nhân vật lịch sử như thế nào, thì chúng ta cũng cần biết. Thì tôi xin chia sẻ một sơ lược cái tiểu sử của ngài. Ngài là con của ông bà Mikae Trương Văn Đặng và bà Lucia Lê Thị Thanh, tức là sống trong một cái gia đình Công giáo, sinh vào năm 1897, được rửa tội tại xã Mỹ Luông, nhà thờ họ Đạo Cồn Phước, tỉnh An Giang. Rồi sau 7 tuổi thì ngài đã rời với gia đình để đi qua Campuchia, và cha mẹ, nhất là ông cụ, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Sau đó thì năm 1909, tức là lúc đó khoảng chừng cũng mà 5 năm sau, tức là ngày 12 tuổi, thì ngài được cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền hướng dẫn và gửi vài ngài vào trong tiểu chủng viện Cù Lao Riêng ở cũng ở An Giang. Năm 1924 thì ngài được chịu chức linh mục tại Nam Vang bên Campuchia, và mở tay tại Cồn Phước, tức là nơi ngài sinh sinh trưởng và được rửa tội ở đấy. Rồi sau đó ngài được chỉ định về trong 2 năm đầu làm linh mục trẻ, thì ngài được coi sóc giáo xứ Hố Trư ở bên Campuchia. Sau đó ngài là giáo sư của tiểu chủng viện Cù Lao Riêng An Giang. Rồi sau 3 năm ở tiểu chủng viện thì ngài được chỉ định để làm cha sở họ Đạo Tắc Sậy Bạc Liêu, và cũng từ đó mà ngài đã gắn bó với lại giáo dân trong cuộc sống đức tin. Rồi từ đó ngài bị bắt cùng với 70 giáo dân và đã tử đạo và hy sinh thân mình để lo cho giáo dân và làm chứng đức tin cho nước Chúa và cho giáo hội. Đó là cái sơ lược về cái tiểu sử của ngài, để chúng ta biết sơ sơ ngài là ai, rồi xuất xứ từ đâu, để chúng ta biết được về ngài, để chúng ta noi gương vào cuộc sống nhân đức và cái đạo đức của ngài. Con xin cảm ơn Đức ông. Và sau đây xin mời ông John Nguyễn cho biết sơ lược về Chương Bửu Diệp Foundation. Với tinh thần cha Chương Bửu Diệp hy sinh vì con chiên, ngài đã có rất nhiều những cái ơn lành khép lại và rất nổi tiếng trong mọi người ở cái vùng miền Tây Việt Nam. Đặc biệt là với cha Diệp thì người bên lương cũng như người bên giáo đều ái mộ và yêu mến ngài qua những cái sự linh thiêng của ngài. Và cũng trong cái sự linh thiêng đó mà bản thân chúng tôi cũng được ơn của cha cầu bầu với Chúa để Chúa ban cho chúng tôi vượt qua những cơn ngặt nghèo, sự khó khăn về bệnh tật cũng như về công việc. Chính vì vậy chúng tôi quyết tâm thành lập một cái hội tên là Trương Bửu Diệp Foundation. Mục đích chính của hội chính là làm sao hỗ trợ cho việc tuyên thánh của cha Trương Bửu Diệp bằng 2 công việc. Thứ nhất là thu thập những thỉnh nguyện thư của mọi người đều đồng ý muốn cha được nên thánh, như là một ý kiến của những người dân về cái người được ứng cử lên thánh. Việc thứ hai, theo như yêu cầu của ủy ban phong thánh, thì cái người ứng cử cho cái chức vụ thánh đó phải có những ơn lành và phép lạ. Chính vì vậy nên văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation đã được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 2012 để phục vụ cho cái mục tiêu này. Thì đó là cái vài nét về Trương Bửu Diệp Foundation. Con xin Đức ông cho quý khán thính giả biết về cái tiến trình phong thánh của cha Trương Bửu Diệp. Dạ vâng. Thì trong lịch sử của giáo hội thì chúng ta thấy biết là có biết bao nhiêu những vị thánh được được tôn phong. Dĩ nhiên là chúng ta cũng hiểu ngầm là có rất là nhiều vị thánh không có tên tuổi, và trong đó có cả cha mẹ, anh chị em của chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta. Tuy nhiên cái việc mà tuyên xưng
phong thánh như thế cũng là một cái điều tốt để cho tất cả mọi người chúng ta biết được cái cuộc đời của các ngài, nhân đức của các ngài như thế nào, để chúng ta cầu nguyện cũng như là xin các ngài cầu bầu cho chúng ta. Thì chính vì vậy mà cũng cái tuyến trình để mà được phong thánh nó cũng tùy theo mỗi một vị thánh. Có những vị thánh thì thời gian ngắn hơn, có những vị thánh thì từ thế kỷ này qua thế kỷ nọ sau đó bắt đầu mới được. Thành thử ra chúng ta cũng không biết được là cha Trương Bửu Diệp của chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta cũng chỉ biết được là trong thời gian này thì chúng ta cũng làm hết sức cái khả năng của hạn chế của mình, và mình cứ làm. Rồi nếu mà việc Chúa quan phòng sắp xếp như thế nào đó thì đó là ý Chúa mà chúng ta có tin tưởng như vậy. Thì tôi được biết là thoa qua một vị đại diện Trẻ Thế Tuyên, là các thành viên của chính thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam của chúng ta trong cái ủy ban phong thánh của cha Trương Bửu Diệp như vậy. Thì ngày mùng 5 tháng 1 năm vừa qua thì là chính thức có một phiên họp đầu tiên khai mạc cấp giáo phận. Rồi 2 năm sau đó, tức là trong thời gian này là cái thời gian được gọi là thời gian thu nhận các tài liệu liên quan đến việc phong thánh. Và hy vọng rằng qua năm tới hoặc là cuối năm tới trở đi thì chúng ta sẽ bước qua một cái bước kế tiếp, đó là trình lên ban hội thẩm của Tòa Thánh Vatican để họ thẩm định cái hồ sơ của mình nó như thế nào. Hy vọng rằng sau đó năm 2018 khoảng thời gian đó thì Hồng Y Đoàn Ủy ban Phong Thánh sẽ xem xét rồi có thể đệ trình lên vị giáo hoàng. Lúc đó thì chắc chắn là có vị giáo hoàng mới rồi. Rồi sau đó trong tương lai nữa thì chúng ta sẽ có sự quyết định cuối cùng tối hậu của Đức Giáo hoàng phê chuẩn và cho phép tổ chức. Thì đó là cái tiến trình sơ sơ như vậy. Chúng ta không biết là cái thời gian như thế nào. Chúng ta chỉ biết được là mình cứ cầu nguyện và cố gắng thúc đẩy cũng như là vận động cái việc tôn phong chân phước hoặc là phong thánh trong tương lai nó được càng gần càng sớm càng tốt cho Giáo hội Công giáo Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn Đức ông. Và xin anh John Nguyễn giới thiệu sơ lược về cái kết quả hoạt động của hội trong năm vừa qua. Dạ vâng, như quý vị đã biết, Trương Bửu Diệp Foundation đã thành lập từ tháng 3 năm 2012. Tức là tính cho đến ngày 31 tháng 12 năm vừa rồi, năm 12 là được 9 tháng. Thì chúng tôi có thể đánh dấu những cái mốc quan trọng như bắt đầu từ lễ giỗ năm ngoái cũng tại nhà thờ Thánh Linh vào ngày 17 tháng 3 là lễ giỗ đầu tiên do Trương Bửu Diệp Foundation tổ chức. Sau đó ngày 31 tháng 3 chúng tôi khai trương cái văn phòng để mọi người đến ký tình nguyện thư và chia sẻ ơn lành. Và sau đó tháng 6 và tháng 9 là hai đợt trong năm chúng tôi nhận các thánh tích. Chúng tôi tạm gọi là thánh tích là những cái kỷ vật của cha Diệp, như hình tượng của cha, phù điêu, ván hòm, vụn hài cốt hay là chén thánh, để mà đưa về đây như là một những cái di vật của cha cho mọi người cùng đến thăm viếng và cầu nguyện. Và đến 31 tháng 12 chúng tôi đã có làm một cái buổi báo cáo tổng kết sau 9 tháng hoạt động. Thì một cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là cái lượng khách người đến thăm viếng phải nói là một sự bất ngờ. Từ những tháng đầu tiên là tháng 4 là tháng đầu tiên có hơn 200 người viếng thăm, nhưng tổng kết cho đến 31 tháng 13 là 14.063 lượt người tham viên. Con số khá đông. Dạ, thì Đức ông thấy nó có một cái sự bất ngờ mà chính hội khi tổ chức mà Đức ông linh hướng ngay từ đầu, Đức ông thấy mình cũng không hề đoán trước được như vậy. Đúng rồi. Một con số phải nói là không thể tưởng tượng được. Và như vậy bên cạnh đó chúng ta còn thu nhận được 86 những cái lời chia sẻ ơn lành. Trong đó có 3 lời chia sẻ ơn lành chúng con nghĩ là nó có được cái support của những cái hồ sơ về khoa học. Và đây là những cái bằng chứng rất tốt để nộp cho Ủy ban Phong Thánh. Thì qua cái tường trình đó chúng tôi mới thấy là cái số người mà ái mộ cha Diệp rất đông, và những người được ơn của cha cũng rất đông. Và người ta đến đây, người ta ghi vào đây những cái sổ xin khấn để ghi những cái lời khấn nguyện xin cha Diệp cầu bầu cùng Chúa cho họ về bệnh tật, về công ăn việc làm, về gia đình rất nhiều. Thì tổng cộng sau 9 tháng là có 2.812 lời xin khấn được viết trong sổ. Thì bên cạnh đó chúng con có một cuốn sổ nữa cũng do những người thăm viếng đến yêu cầu, là gọi là sổ cảm tạ, vì họ nói là họ được ơn, họ muốn ghi vào đó. Thì tháng 7 mới bắt đầu sổ cảm tạ, thì tổng kết cho đến tháng 12 là 736 lời cảm tạ trên tổng số 2.818 lời xin khấn. Như vậy nếu một con bỏ qua tất cả những cái rắc rối hay là những cái phức tạp nhỏ nhỏ, thì con thấy là cái tỷ lệ nó là cứ 4 lần xin một lần được. Thì con thấy là đúng là mọi người khi có niềm tin vào Chúa qua lời cầu bầu của cha
rõ ràng là họ có một cuộc sống, có một niềm tin rất là vững mạnh. Và đặc biệt như Đức ông mong muốn làm sao ở đây trở thành một cái thí điểm truyền giáo, thì chúng con có hai trường hợp đến thăm cha và sau đó muốn trở lại đạo. Và trường hợp gần đây nhất là của anh Mạnh, chúng con đã giới thiệu qua. Xin cảm ơn anh Trần, và xin Đức ông có thể cho quý khán giả biết chương trình lễ dỗ. Vâng, thì năm nay thì được tính là năm thứ 67, lễ dỗ thứ năm thứ 67. Và xin mời những ai có thể sắp xếp được thì chúng ta có thể tới nhà thờ Thánh Linh để chúng ta dâng lễ dỗ của Ngài vào lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Bảy ngày mùng 9 tháng 3 tới đây. Tại nhà thờ Thánh Linh chắc có lẽ chúng ta biết được cái địa chỉ ở thành phố Phan Valley rồi. Chúng ta sẽ có cái phần nghi thức văn tế kỷ niệm ngày mất của Ngài, rồi chúng ta sẽ có thánh lễ đồng tế cùng với cha Quế ngay tại nhà thờ. Xin mời tất cả mọi người chúng ta tới tham dự và để cầu nguyện cùng Chúa và qua lời cầu bầu của cha Trương Biểu Diệp. Và sau thánh lễ có chương trình văn nghệ gì không? Văn nghệ tuyệt gì không ạ? Thì con cũng xin báo với Đức ông, anh Trịnh Ngọc và quý vị biết, đặc biệt năm nay chúng tôi có tổ chức sau thánh lễ sẽ có một cái buổi tiệc dỗ. Thì với cái kết quả vừa rồi, khi mà chúng con mở văn phòng ra, có nhà thăm viếng và có số lượt người tăng như vậy, chúng con thấy năm nay mình phải có một cái cơ hội để mà mở một cái tiệc dỗ. Thì năm nay chúng con sau thánh lễ chúng con mời mọi người ra cái nhà hàng gọi là nhà hàng Seafood Palace ở 6731 đường Westminster Avenue, tức là ngay góc Westminster với lại Golden West. Đây là khu vực rất là tốt, là vì bãi đậu xe là rất thoải mái. Xin kính mời mọi người nếu muốn đến tham dự tiệc dỗ sau thánh lễ, xin mời đến đây. Hoặc là những người không khác đạo, chúng ta không muốn tham dự thánh lễ, chúng ta phải đến tham dự lễ dỗ cha, vì cha là của mọi người. Đặc biệt cũng với mục tiêu tiệc dỗ, chúng tôi muốn kêu gọi mọi người giúp duy trì cái văn phòng và cái nhà thăm viếng để trở thành cái nơi được tồn tại lâu dài, như là một cái điểm về duy trì văn hóa, cũng như một cái điểm về giá trị tinh thần, và đặc biệt là một cái điểm thí điểm về truyền giáo, để chúng ta có thể kêu gọi mọi người cùng có một cái niềm tin vào đấng tối cao là Đức Giêsu Kitô. Và giá mỗi vé là 50 đồng, quý vị có thể mua một bàn 10 người thì có 450 đồng thôi, nhưng đó là một cả một tấm lòng chúng ta cùng góp dỗ để mà mừng cha Diệp chúng ta qua lễ dỗ lần thứ 67. Xin cảm ơn Đức ông và anh Trần Nguyễn đã cho con và tất cả quý vị khán thính giả biết sơ lược về tiểu sử và tiến trình phong thánh và cái chương trình lễ dỗ của cha sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn Đức ông và cảm ơn anh Trần Nguyễn. Cảm ơn anh Ngọc và xin kính chào quý khán thính giả. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cảm ơn Đức ông và cảm ơn anh Trần Ngọc đã bỏ thời gian cho buổi hôm nay.